chào cả nhà quay lại với kênh Miền Tây Đời Thường của mình nha. Thì hôm nay thì mình có một cái chủ đề mới thực hiện. Thì ở Bến Tre của mình nó vừa đang bị đợt hạn hán, nước mặn rất là nhiều các bạn. Nước mặn độ tới mấy độ luôn rồi, giờ nước cây cối đồ không thể tưới mà nó đất thì nó lại quá khô cằn. Nhà mình thì đang trồng cây bưởi rất là nhiều, giờ không có nước tưới. Giờ hôm nay mình đi tiến hành khoan ống nước, khoan giếng mini. Sẽ khoan ở vị trí này các bạn. Đó. Tên cái nền ở phía sau nhà mình để kiếm nước để mà tưới cây với lại sinh hoạt. Tại vì giờ nước mặn quá rồi, không thể nào mà tưới cây được. Mà hết qua đợt này nếu mình không có nước tưới thì sẽ chết. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cách khoan giếng để lấy nước tưới ở miền Tây nha. Đang trong đợt mặn này chắc sẽ có rất là nhiều người để cần đến cái phương thức này. Đây các bạn, đây là chú Bảy mình. Rồi. Với Dưỡng Tám. Là hai người chuyên khoan giếng bên gia đình mình nha. Đây đồ nghề khoan các bạn. Đây là cái mũi khoan giếng, mình cũng chưa định hình được là cách khoan như thế nào nữa. Hôm nay mình sẽ coi các bước thực hiện này như thế nào, mình quay cho các bạn coi. Đây là cái mũi khoan, chữ chưa? Này các bạn. Sử dụng nước bơm rồi sấy xuống. Dụng cụ đồ nghề thì thấy cũng đơn giản lắm. Gia mình thì đang đi mua một ít dụng cụ, máy bơm rồi ống nước rồi. Đây các bạn, đây là nay mình sẽ khoan ở vị trí này ha. Đây. Kịch. Ở đây đây. Không biết có nước, hy vọng là có nước. Tỷ lệ thành công thì nhiều nơi khoan thì không phải chỗ nào cũng có nước đâu nha. Ở trên này là sẽ để làm một cái bồn để chứa nước dựng ở trên phía trên này. Đây là Dương Tám đang chuẩn bị công đoạn cái lỗ để mà khoan xới đất. Các bạn coi nước ở dưới các mương ao của mình đây. Đó. Rong ha, rong mà rong đuôi tròn mà đến nỗi mà nó mặn quá giờ nó chết luôn, nó đen thui luôn các bạn. Ngày xưa với Dũng này là ốc rất là nhiều mà nó mặn đến nỗi là giờ ốc nó chết, nước nó thúi ình luôn, thúi quắc luôn. Không thể mà bơm lên được luôn. Dân người miền Tây cây trái là chủ yếu nhờ vào nước sinh hoạt ở đây mà bây giờ nó mặn như vậy thì gọi là đợt hạn hán này nghiêm trọng nhất đó giờ luôn. 3 năm nay rồi nên nó mặn lại, mà đợt mặn kỳ này mặn rất là dữ. Mà nếu mà trời không mưa xuống thì sẽ không có nước để sử dụng nha các bạn. Đây là cái ống bơm nước sử dụng của gia đình mình để trong việc sinh hoạt này nọ, trữ lên khử. Nhưng mà giờ nó mặn với là nước nó bị ô nhiễm rồi. Giờ phải khoan mới thôi. Các bạn xem đây. Bưởi đang ra đọt, đang phát triển như vậy mà đất nó khô trắng hết các bạn. Đây. Quá trời luôn rồi. Mũi khoan là sử dụng bằng lực nước ha. Lực nước để mà sấy khoan xuống. Ở đây nó có cái lỗ để xịt nước ra đây. Bạn dùng ống bơm nước này các bạn. Các bạn hồi sẽ xem thử. Sẽ nóng lên. Nó tới. Yếu. Yếu. Sử dụng ống đường nước để hút lên để mà bơm. Tới nè. Các bạn. Mà nước hơi yếu rồi. Chú Bảy mình nói do nước này bơm không được rồi, yếu quá rồi. Không thể khoan. Cái này do bệnh tiếng nói hơi khan khan, các bạn nghe thông cảm nha. Đây. Đây các bạn, chuẩn bị đồ để đồ nghề để mà khoan nè. Ống nước các thứ các kiểu các bạn. Chơi ống xịn, ống bình bình luôn. Nói này thôi hả? Ông đi lấy nước, chuẩn bị dụng cụ. Đây, cái máy mua tưa. Cần phải có máy bơm. Chơi lớn mà tiền dụng cụ không mua cũng mấy triệu bạc à. Chưa tính tiền khoan nữa. Máy mua tưa một ngựa nha các bạn. Để mà bơm nước, sau khi lắp đặt xong mình sẽ quay cho các bạn coi. Thank you.
thước mấy rồi hả? 2 mét. 2 mét rồi hả? Mới được 2 mét tới bắt đầu tới bụng rồi. Kỹ thuật lắm rồi. Mình tưởng dùng máy xoay nhà ai nhà là dùng tay. Động cơ một ngựa. Nào giờ mới thấy luôn. Để đánh mưa cho nó rõ nước chứ. Không ấy nó đâu chạy đến được. Cái này bên nước luôn. Bây giờ đổi máy bơm qua. Máy bơm kia yếu quá, bơm không lên nổi. Lưỡi mày không làm bén mà làm. Giờ phải chạy. Mình chơi mình lấy cái kia mình chơi à. Chơi cái motor khác bạn. Khai trương cái motor mới luôn bạn. Để khoan cho nó nhanh, xài cái motor cũ bơm nước không lên nổi. Bơm cũng cực khổ lắm ạ, à. Không phải đơn giản để khoan được cái giếng đâu các bạn. Mình khoan tới có cát rồi các bạn. Lên được tới lớp cát rồi. Cát rồi bộ là chắc cũng xuống được vài lớp rồi, ngon rồi đó. Sắp tới hy vọng thêm vài thước nữa đủ tới cái đường nước nha các bạn. Nào giờ mới thấy luôn. Cho nó lại kia luôn đi. Kiếm cho nó qua ra cái luôn. Sao? Cốc này đó là 4 cây. Bính nước gì? Lên sạn được. 4 cây. Lâu rồi. 4 cốc. À, bữa bơm 2 cốc. 1 ngựa luôn khỏi ấy luôn. 4 cây đấy còn 2 cây kìa. Còn 2 cây kìa. Cỡ vậy? Ờ. Mày mới có 2 cây à? Cho kỳ vậy đó. Hôm nay từng lễ. Bữa thứ bữa sau là dẹp nghỉ. Cái gì? Lên uống mẹ nước cũng lấy đủ sạn cũng được. Xả bỏ luôn. Không phải muốn xài được là xài đâu các bạn. Cũng chưa chắc là xài ngon nữa nè. Không xài được. Hy vọng có nước để cứu các loại cây trái. Đây các bạn, tên cái cây thứ ba giờ hết cây này nữa là xuống được 10 thước rồi nha các bạn. Hết cái cây này nữa nè, là được xuống được 10 mét. Có ai 10 mét mà có nước chưa ta? Này cũng hên xui đúng không các bạn. Hy vọng là có, các bạn coi nè, cây cối giờ đang khô khằn, nứt nẻ hết. À, giờ mình hết xuống cái ống này nữa là được 12 mét rồi nha các bạn. Xuống từ từ rồi đó. Bắt đầu đụng tới lớp đất nữa rồi. Khúc này nữa là 14 thước hay nhiêu chú Bảy? Thêm khúc này nữa là lên được 14 thước nha các bạn. Hy vọng 14 thước là có nước rồi. Đừng có xuống tới 16 lâu quá. Bây giờ là xuống được 15 thước rồi các bạn. Giờ tới giai đoạn này, cái ống này là cái ống lược để mà lọc nước vô bên trong để mà bơm. Hai ống này các bạn. Hai ống này dài nhiêu chú Bảy? Hả? Bốn mét. Đây nó khứa găng để mà nước nó thấm vô. Cát này tại nó quá cứng, cát cứng. Đây giờ xuống hết như đây nè, hết đầy, nếu mà hết ống này lên 16 thước các bạn. Hy vọng mình đặt xuống cái là bơm nước nó lên nha. Bạn cục chờ mình xem kết quả nha. Hy vọng đặt xuống cái là bơm lên có nước liền. Có liền cái chắc mà biết khúc này đâu là tụt. Cắt không eo tại nó cứng. Đè đi nó xuống nó cắt lên rồi. Nếu cát thì lọc vô nó ra nước nó mới ngon ha. Thì có cát nó mới lọ nước chứ đất đâu có nước. Nếu mà sình không khoan kịch không mà tiêu à. Là đất bùn luôn kịch. Đất bùn nó mềm, cát nó cứng. Cát nó dẻ nó cứng ngắt này. Thank you.
giai đoạn quan trọng cuối cùng của giếng ống nước nha các bạn. Nó vừa đây là giai đoạn này để bắt đầu bơm có nước không nè. Biển. Đây là ống nước đã hoàn thành. Xuống đi coi, hy vọng có nước ngọt lên không nha. Làm sáng giờ chủ yếu là quan trọng lúc này nè. Lúc này là khúc mất rồi. Không có tới mày á. Các bạn. Cô hy vọng là có nước. Đừng hụt nước nha anh em. Hy vọng nó có được là nước ngọt ở đây. Hy vọng. Hy vọng. Nếu lên này là nước ngọt nha các bạn. Ngọt đầu tiên bơm vô hồ nha các bạn. Vô bồn chứa. Chỉ giờ mới xài được có một ống thôi. Ống này thì phải chờ cho nó lắng, phải sình bùn nhiều quá. Bơm nước này ống này qua cho nó trong hơn. Đã hoàn thành xong hệ thống bơm giếng nước nha. Đó, nước giờ mình đang bơm nha các bạn. Lượng nước chảy cũng rất là ok luôn. Đây là bơm vô mình phải xử lý nữa. Còn đây là hệ thống khi mà phá van mấy bên kia xuống đây thì sẽ dập tưới. 2 tiếng làm hệ thống rồi ống van nước và hệ thống phun sương này để mà thử có thể điều chỉnh được để nước nha các bạn. Bơm lên phun ra không khí và xả xuống. Nó tuyệt vời. Kết thúc rồi. Đây những chú thợ làm của mình nha. Nên mà có cần thì liên hệ.